Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ô tô Sài Gòn, mẫu xe Xpander Cross 2023 tiếp tục kế thừa những thế mạnh truyền thống của Xpander về khả năng vận hành, độ ổn định, bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên ở phiên bản 2023 của Xpander Cross, chúng ta sẽ có những thay đổi mới về mặt nội ngoại thất cũng như là những tính năng an toàn tiên tiến. Ngay bây giờ mời các bạn cùng theo chân Ô tô Sài Gòn hãy đánh giá nhanh những thay đổi trên Xpander Cross 2023. Về tổng thể, các bạn sẽ thấy là Xpander Cross 2023 có những nâng cấp mới so với Xpander Cross ở thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ thấy đâu đó những chi tiết khá tương đồng với lại phiên bản Xpander 2022 đã ra mắt trước đó mà Ô tô Sài Gòn cũng đã có một video đánh giá gửi đến các bạn ở trên kênh YouTube. Ở phiên bản Cross này, chúng ta sẽ có những chi tiết hầm hố và mạnh mẽ cũng như thú vị hơn để chúng ta có thể tìm hiểu. Đầu tiên thì ở phiên bản Xpander Cross 2023, phần lưới tản nhiệt sẽ được làm thiết kế to bản kết hợp với màu sơn đen, giúp cho cái phần đầu xe trở nên khỏe khoắn hơn. Kết hợp với đó, chúng ta sẽ có một cái dải nẹp chrome hình chữ X để nhấn mạnh vào cái ngôn ngữ Dynamic Shield thế hệ mới của chiếc xe này. Nhìn xuống và phía dưới một chút xíu, chúng ta sẽ thấy là cái phần đầu xe được thiết kế to hơn và cao hơn để giúp chiếc xe trông mạnh mẽ hơn. Và ở ngay dưới đây, phần cản trước cũng như cản sau của chiếc xe được tinh chỉnh lại đôi chút để giúp chiếc xe nhìn có vẻ bề thế và nó hầm hố hơn rất là nhiều. Và khi mà chúng ta để mắt xuống nhìn chút xíu, chúng ta sẽ thấy là cái phần khe gió trung tâm như thế này kết hợp với lại cái cụm đèn sương mù hình chữ nhật thì nó sẽ giúp cho chiếc xe có một cái vẻ gì đó thể thao hơn. Và tất cả những yếu tố mà Tân vừa nhắc đến, nó giúp cho chiếc xe có một cái gì đó mang cái dấp dáng của xe SUV nhiều hơn so với thế hệ tiền nhiệm nữa các bạn. Và trên Xpander Cross 2023 thì hệ thống đèn chiếu sáng vẫn sử dụng công nghệ LED với tạo hình T-shape quen thuộc. Và bên cạnh đó thì công nghệ LED thấu kính cũng giúp hội tụ luồng sáng tốt hơn cho chiếc MPV này. Ở trên đây thì chúng ta vẫn sẽ bắt gặp dải đèn LED ban ngày tích hợp với lại đèn báo rẽ trên xe. Và bên cạnh đó thì xung quanh xe vẫn được trang bị những cảm biến để giúp chiếc xe có khả năng vận hành một cách an toàn hơn. Ở góc độ này thì khi nhìn bằng mắt thường thì có lẽ các bạn sẽ khó thấy được những sự thay đổi về mặt kích thước so với Xpander Cross ở thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên thì thông số kích thước của Xpander Cross 2023 đã có một sự thay đổi rất là lớn. Cụ thể các bạn đang thấy hiển thị ở trên màn hình. Và với những yếu tố này thì chiều dài hiện tại tổng thể của chiếc Xpander Cross 2023 dài hơn đến 95mm so với thế hệ tiền nhiệm. Và quay trở lại với những trang bị thì khi mà chúng ta đảo mắt xuống đây, chúng ta sẽ thấy được một cái bộ mâm 17 inch với lại thiết kế 5 chấu và được phay 2 tông màu, nhìn rất là tương phản và rất là đẹp mắt. Và đưa mắt lên chúng đây, chúng ta sẽ thấy được là cái cửa sổ của khoang hành khách cũng được làm sậm màu đi. Và một số chi tiết mà Tân phải nhắc với các bạn ở phiên bản Xpander Cross 2023 này mà đôi khi ở phiên bản tiền nhiệm mọi người phải ra ngoài và gắn thêm thì ở trên phiên bản 2023 này chúng ta đã có sẵn luôn. Đầu tiên thì chúng ta phải nhắc đến đó là cái camera cặp lề ở trong cái gói camera 360 độ ở trên Xpander Cross 2023. Bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái mảng ốp màu đen ở cột A này, kéo dài xuyên suốt cả thân xe tạo cho chiếc xe có một cái gì đó nó đậm chất SUV hơn. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cũng có luôn một cái giá nóc thể thao ở trên đây ha. Và bên cạnh đó, những chi tiết để giúp cho chiếc Xpander Cross 2023 mà mang dấp dáng của một chiếc SUV hơn đó chính là phần cua lốp màu đen như thế này, cũng như là những cái đường nẹp hông rất là tinh tế ở đây. Ở phiên bản Xpander Cross 2023 thì chúng ta sẽ có thêm màu nâu mới với tên gọi tiếng Anh là Green Bronze. Và cái phiên bản tên đang đứng ở đây thì sẽ có thiết kế hai tông màu là cam đen như các bạn đang thấy. Và chúng ta cũng sẽ có luôn cả màu trắng và màu đen. Và ở trên phiên bản Premium chúng ta sẽ có thêm màu xe màu đỏ rất là nổi bật nữa. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là Xpander Cross 2023 sở hữu một cái khoảng sáng gầm lên tới 225mm. Và cái thông số này giúp chiếc xe có thể lội nước lên đến 400mm. Và nếu mà so ra thì hiện tại Xpander Cross đang là chiếc MPV có khoảng sáng gầm vượt trội nhất trong phân khúc hiện tại. Và bên cạnh đó, những thông số về góc tới, góc tiếp cận cũng như góc thoát của chiếc xe cũng được MMV công bố như các bạn đang thấy hiển thị ở trên màn hình, giúp chiếc xe có thể dễ dàng vượt qua những địa hình cũng như là những cung đường phức tạp gồ ghề như một chiếc SUV thực thụ. Ở phía sau thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp một cụm đèn hậu LED với thiết kế dạng T-shape đồng bộ với thiết kế ở cái mặt trước của chiếc Xpander Cross 2023. Và đây cũng là một cái điểm nhấn rất tinh tế cho chiếc xe ở đây. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ có một cái phần cản sau được mở rộng để giúp chiếc xe bệ vệ và mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ở dưới đây thì chúng ta cũng sẽ thấy là có một cái camera lùi để giúp cho các bạn có một cái sự di chuyển dễ dàng hơn khi mà phải di chuyển ở trong phố.
Cửa gớp của chiếc Xpander Cross 2023 cũng được thiết kế dày dặn hơn. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái khoang hành lý cũng rất là rộng rãi và thoáng ở trên chiếc xe này. Và khi chúng ta cần phải chở một cái số lượng hành lý lớn, chúng ta có thể gập phẳng hàng ghế thứ ba lại như thế này. Sẽ có một không gian rất lớn để chúng ta có để được rất là nhiều đồ. Và đôi khi khi mà chúng ta chở full người, 7 người thì chúng ta sẽ phải dựng hàng ghế thứ ba này lên ạ. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái khoang hành lý vừa đủ để chúng ta có thể để những cái vali nè, những cái túi sách. Và ở bên dưới đây chúng ta cũng sẽ có những cái khoang đồ được chia ngăn, chia khoang rất là hợp lý. Ví dụ như các bạn có thể đi biển thì chúng ta có thể để được những cái đôi giày, đôi dép dính cát, dính nước ở trên đây mà không ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của chiếc xe. Và đây là hàng ghế thứ ba trên Xpander Cross 2023. Và mình cũng sẽ không thay lời các bạn để nhận xét rằng cái hàng ghế thứ ba này nó chật hay nó rộng. Nhưng một điều mình biết chắc chắn rằng trong suốt những thế hệ, những phiên bản nâng cấp của Xpander mà mình đã từng review thì chưa từng có một lời phàn nàn nào về cái không gian của hàng ghế thứ ba trên Xpander cả. Và thậm chí những người thân của mình cũng sử dụng Xpander nhưng mà vẫn chưa từng là chê hàng ghế thứ ba như thế nào hết. Thì ở đây như các bạn đang thấy, mình cao 1m65 và hiện tại mình đang ngồi ở hàng ghế thứ ba này. Thì chúng ta vẫn có một cái khoảng trần đầu như thế này đó, để trong những trường hợp ví dụ như mình muốn hóng chuyện đúng không, thì mình có thể vẫn rướn người lên mình nhìn như thế này. Đó, thì nó vẫn hở ra một khoảng trên đây, nó không bị đụng chân. Hoặc là mình cũng có một cái khoảng đầu gối như thế này cũng vừa đủ để cho người thứ hai vừa có thể hàng ghế thứ hai ngồi vẫn có thể vừa thoải mái nhưng mà chúng ta cũng không bị đụng đầu gối. Và khi mà chúng ta đi những chuyến hành trình xa mà chúng ta cần phải nghỉ lưng một chút xíu thì một thao tác rất nhẹ thôi, chúng ta có thể ngã lưng thế này rất là thoải mái ha. Và cả hai ghế ở trên Xpander Cross hàng ghế thứ ba này cũng có cả tựa đầu nữa, rất là tiện nghi. Và nhắc về tiện nghi thì chúng ta cũng sẽ có những cái trang bị nhỏ nhỏ phía sau đây, ví dụ như là bệ tì tay đó bên đây. Chúng ta cũng sẽ có cả hộc để ly nè, những cái khe nhỏ nhỏ như thế này để chúng ta có thể để được những cuốn sổ, những cây viết, những cái điện thoại khi mà chúng ta phải đi những cái hành trình xa như thế. Và một cái không thể thiếu đó chính là cổng sạc 12V ở bên hông chúng ta đây đó. Ở trên hàng ghế 2 của Xpander Cross 2023, chúng ta cũng sẽ được trang bị ghế bọc da để mang lại sự êm ái và thoải mái nhất cho người ngồi. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái bệ tì tay trung tâm tích hợp hai khay để cốc để chúng ta có những cái tiện nghi khi mà chúng ta phải di chuyển ở những cái hành trình xa. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có những cái chi tiết mang tính thực dụng rất là cao, ví dụ như là những cái cổng sạc ở đây đó, cổng sạc USB Type-C cũng có và Type-A cũng đó ha. Đấy. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái túi để đồ như thế này. Chúng ta có thể để được những cái cuốn sổ nè, những tờ tạp chí, những cuốn báo hoặc là những tiền bạc, những vật dụng linh tinh cá nhân có thể để vừa vào hết đây luôn. Ở trên đây chúng ta sẽ có một cái cửa gió điều hòa được thiết kế theo phương ngang. Và cái điểm thay đổi đáng chú ý đó chính là núm điều chỉnh của gió điều hòa đã được thay đổi và nâng cấp, lấy cảm hứng từ đàn anh là Pajero Sport. Cái cảm giác ngồi ở đâu sau đây phải gọi là rất là thoải mái các bạn. Nhận xét một cách công tâm thì đây là một khoang nội thất hiện đại và thoải mái hàng đầu phân khúc ở trên Xpander Cross 2023. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế theo phương ngang gọi là Horizontal Axis cùng tính ứng dụng thực tế rất là cao. Theo cái triết lý thiết kế của người Nhật Bản đó chính là Omotenashi. Ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái ghế bọc da với hai cái tông màu, màu đen và màu xanh. Màu xanh này gọi là màu xanh navy nha mọi người. Rồi, và bên cạnh đó thì cái thiết kế của cái ghế da này cũng mang lại một cái thẩm mỹ rất là sang trọng và tinh tế cho chiếc xe. Và bên cạnh đó thì cái chất liệu của cái ghế da này là chất liệu giảm hấp thụ nhiệt trong những trường hợp mà chúng ta phải đậu xe quá lâu ở dưới trời nắng. Nhìn sang bên đây một chút, chúng ta sẽ có một cái chi tiết mà Tân thích nhất ở trên Xpander Cross 2023 cho tới hiện tại, đó chính là cái vô lăng 4 chấu này. Nhìn rất là thể thao, bệ vệ và tích hợp thêm rất là nhiều nút bấm. Thì nếu các bạn thấy quen thuộc thì đây chính là cái vô lăng lấy cảm hứng thừa hưởng từ đàn anh SUV Pajero Sport. Ở phía sau vô lăng chúng ta sẽ có một cái đồng hồ lái với kích thước là 8 inch, hiển thị đa thông tin. Và bên đây màn hình trung tâm của xe sẽ là có kích thước là 9 inch với những tính năng như là kết nối điện thoại thông minh nè, phản chiếu màn hình điện thoại, kết nối được Apple CarPlay, Android Auto cũng như là có tính năng là điều khiển bằng cử chỉ nữa. Trên Xpander Cross 2023 chúng ta cũng sẽ có cả phanh tay điện tử có thể kích hoạt hoặc là nhả phanh đồng bộ với vị trí cần số cũng như là bạn đạp ga của người lái để giúp cho cái việc lái xe nó được nhàn nhã và nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Và tất nhiên rồi cái chức năng Auto Hold giữ phanh tự động cũng sẽ có thể hoạt động ở trên cả đường bằng và đường dốc. Bảng điều khiển điều hòa ở trên Xpander Cross 2023 vẫn là bảng điều khiển dạng kỹ thuật số với những cái nút vật lý thì chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh như thế này. Và bên cạnh đó cái cảm giác những cái vân mà họ thiết kế ở những cái nút này khiến cho cái cảm giác điều khiển cũng rất là chắc chắn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt đó chính là chế độ Mask Cool để chúng ta có thể làm lạnh nhanh cái khoang nội thất của chúng ta một cách nhanh chóng khi mà chúng ta đậu xe quá lâu dưới trời nắng.
Và một điểm đặc biệt nữa ở trên Xpander Cross 2023 đó chính là chúng ta đã có thêm bệ tì tay ở đây. Đó, để chúng ta có thể nhàn nhã hơn khi mà lái xe. Và một cái đặc biệt đó chính là đây, hộc để khăn giấy bên dưới bệ tì tay đây. Đó, chúng ta có thể dễ dàng lấy ra và chậm mồ hôi cũng như là nó lau mặt khi mà chúng ta di chuyển xa. Và bảng điều khiển cũng như là tab bi cửa trên Xpander Cross 2023 nó cũng là một cái sự kết hợp rất là hài hòa giữa những chất liệu khác nhau như là nhựa cứng, rồi da và bên cạnh đó là cả đường chỉ may thật nữa. Về khả năng vận hành thì hệ thống treo trên Xpander Cross 2023 cũng có một số tinh chỉnh đáng chú ý. Ở phía trước chúng ta vẫn có hệ thống treo mắt version lò xo cuộn và hệ thống treo phía sau vẫn là dạng thanh xoắn. Tuy nhiên, những tinh chỉnh đã được diễn ra ở bộ giảm xóc, cụ thể là kích thước của giảm xóc cũng như là van hiệu suất cao đã được cải thiện giúp cho chiếc xe có thể vận hành một cách êm ái, tuy nhiên vẫn giữ lại được sự cứng cáp ổn định khi xe vào cua. Khung xe ride được chế tạo bằng thép siêu cường cũng giúp cho chiếc xe vững chắc hơn khi di chuyển ở trên đường. Bên cạnh đó, về động cơ, trái tim sức mạnh của Xpander Cross 2023 vẫn là khối động cơ MiVec 1.5 lít. Kết hợp với đó là hộp số tự động 4 cấp giúp chiếc xe có một khả năng vận hành tối ưu nhất khi chạy ở trên đường. Và với khối động cơ này thì rõ ràng Xpander Cross 2023 có thể hoàn toàn đáp ứng được những nhu cầu sử dụng của các gia đình. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu vô cùng hiệu quả trên xe. Về những tính năng an toàn ở trên Xpander Cross 2023 thì bên cạnh tính năng điều khiển hành trình tự động Cruise Control, chúng ta cũng có thêm một tính năng an toàn nữa, đó chính là hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động AYC, Active Yaw Control. Thì tính năng này sẽ giúp chiếc xe vào cua cách ổn định hơn và hạn chế cái hiện tượng trượt bánh ngoài của xe khi vào cua. Và tất nhiên rồi, bên cạnh đó thì Xpander Cross 2023 vẫn được trang bị những tính năng an toàn cơ bản nhất, ví dụ như là hai túi khí nè, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động, khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến lùi. Như các bạn thấy đó, ở phiên bản nâng cấp của Xpander Cross 2023 nói riêng và Xpander nói chung, đây là một mẫu xe MPV thực tiễn, toàn diện và là một lựa chọn đáng cân nhắc ở trong phân khúc MPV hiện tại, xét cả về lẫn thiết kế cũng như là trang bị. Và mình tin chắc rằng ở trong tương lai, khi mà Xpander Cross 2023 được chính thức giới thiệu cũng như mở bán, thì đây sẽ là một mẫu xe tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên về mặt doanh số trên bảng xếp hạng ở trong phân khúc. Các bạn nghĩ như thế nào về Xpander Cross 2023? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh ô tô Sài Gòn, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.